đá rơi vào đầu à? À. Tên là kiếm được tiền thì cứ tiêm cho bà hết bây giờ thì. Thế à? Ừ, xong là bà phủ cũng không có tiền. Ờ. À, lúc cuốn cả mẹ cả con đúng không? Cả, cả cháu cả cháu với bà. À cháu với bà. Thế thì mẹ thì bị mất à? Và bà thì chết luôn tại chỗ. Cái cảnh nó mưa đá nó nặng mức độ thế này cơ mà. Này thì là mái nhà nào nó chịu được? Gửi chị và mong anh chị sẽ sớm lợp lại nhà nhé. Vâng, em cảm ơn nhiều ạ. Vâng, chúc mọi người sức khỏe. Mệt quá. Cẩn thận, cẩn thận. Hà thế, sắp đến chưa? Hi. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với số tiếp theo của kênh Sapa TV. Hiện tại Hải với bà xã đang đi qua một cái bản của người người Mông ở dưới này. Vì là trên này đang bị cái trận mưa đá rất là to. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Dưới mình, dưới cái chân này này là rất nhiều rừng lá. Đây mình đang đi qua một cái rừng trúc. Ui, khá là đẹp. Chỗ này ngày xưa đóng cái bộ phim Thập Diện Mai Phục ở đây đấy. Các bạn nhìn thấy trúc đẹp chưa? Đây, đây là cái cây măng này. Đây, các bạn nhìn thấy hẳn nhìn thấy cái rừng trúc này chưa? Đó, trước đóng mấy bộ phim quái nhau ấy, Thập Diện Mai Phục ấy, là cứ kiểu bay bay trên ngọn tre quái nhau này. Đó. Đây, cả nhà thấy rừng trúc này có đẹp không? Đây, đây còn có cả cây măng này. Khoảng ấy kia cái măng kia mẹ ấy kìa. Kia cũng gần đến nơi rồi các bạn ạ. Kia là nhà dân ở dưới kia, cẩn thận ông Trơn. Đây, bây giờ hai vợ chồng đang đi xuống kia nhà dân gần đến nơi rồi. Ở đây có cái cây đẹp nhỉ. Thế đi ra đoạn này ông Trơn. Đến mùa mà đi chặt măng đây bé bé nha. Măng này ngon chứ. Này mà về luộc xong rồi chấm mẻ ngon đấy. Đắng rồi. Nó lên cao nó bị đắng rồi đúng không? Ừ. Đường xá xa xôi vất vả quá. Đây cái măng này. À. Cẩn thận nhá. Ừ. Trơn đấy. Đấy, nhà dân đây rồi. Đưa tay đây. Chỗ này bắt đầu đi xuống nó khá là trơn. Đây là Mama Chui. Bây giờ chuẩn bị lập cho kênh YouTube. À đang có kênh YouTube riêng nhé. Các bạn mà ai mà vào thì nhớ ủng hộ đăng ký cho em này nhá. Kênh YouTube đó là kênh Chợ Phiên Tây Bắc. Đấy, ra nơi ở đây. Lá cây nhiều. Bé ơi, có ai ở nhà không? Con ơi. Đâu mà bảo bố mẹ ra đây chú. Chú biếu một kiện mì tôm này. Chào anh. Em chào anh nhá. Em biếu anh kiện mì tôm. Hôm nọ mưa đá có bị thiệt hại nặng không anh? Có đấy. À thế à, đây là khắc phục hết rồi đúng không? À. Thay tôn mới rồi đấy à? Thay đấy không ở nhà nó cũng ướt thế thì... À thế à, rồi. À. Đây em biếu anh hộp kiện mì cho các cháu ăn sáng nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn anh nhá. Con chó to quá em hơi hốt. Vợ chồng áp phủ đi các nhà kế tiếp. Giờ lại đi các nhà kế tiếp các bạn ạ. Nhà này có con chó hơi nguy hiểm ấy. Mưa này mà chú đi đào sắn à? Đào nấu cho lợn hay không? À, đào nấu cho lợn à? Ừ. Ui, củ sắn này to nhỉ. Củ này có thành ăn không chú? Luộc được được. To quá, ăn không ngon. À. Những cái củ bé. À, củ bé à? Thế chú bán cho cháu một củ bé bé nào? Không phải bán à? Không phải bán à? Cho
À cho à? Thế cháu cảm ơn. Thế cháu củ về cho nướng ăn. Sắn to thật đấy. Cái này về nấu canh được mà chú nhở? À, đây đây đây. Thế xin chú một củ. Ê cháu cảm ơn nhá. Vâng vâng, cảm ơn chú. À, ngỏ ý muốn mua một chú củ sắn nhưng mà chú ấy không bán, nhưng mà thôi chú cho. Về để nấu canh nhé, nấu canh sắn ngon lắm. Đây nhà cô bị mưa đá này đâm ra lại. Bây giờ lạp tạm cái bờ là cái băm cái bạt vào. Ngan gà nhiều. Cháu chào ông bà. Ôi, cháu chào ông bà nhá. Vâng. À, vợ chồng cháu biếu ông bà kiện mì với lại gói muối. Ăn. Vâng. Cháu nhá. Úi giời, nhà dột hết thế này à? Xin nhá. Nó như kiểu may này có cái bàn này che đây bà nhỉ. Thế ạ, à, vẫn ướt ạ? À? Ướt hết cái này, ướt hết. À, thế hôm hôm đấy là nó mưa đá. Hôm qua mới che vào thôi. À, thế ạ. Được cái bàn này. Ừ. Cái bàn này là nhà nước cho hay là mình tự mua? Tự mua thôi. À. Cháu về lấy chưa? À, thế ạ. À. Thế này hôm nào nắng thì phải thay ngói này, nhà nước có hỗ trợ không ạ? Không biết ạ. À. Không biết à, chưa biết à. Thế hai ông bà ở đây sống với ai ở đây? Sống với con nhưng mà hai ông bà ở đây. À, hai ông bà ở đây à? À, nhà to cũng dột hết rồi. Nhà cũng to, nhà nhỏ đấy cũng dột hết đúng không? Nhà to, nhà nhỏ cũng dột hết. À, ở đây. Ông bà có cái kia để che cho nó đỡ mưa vào đấy nhỉ? Không có mưa thì không có cái đấy thì đầu. Vỡ đầu à? À, vỡ, nó to đấy à? Cái hộp kia, hộp một cái vỡ đầu ấy. À. Ừ, hộp một đây. Ở trên kia còn vỡ đầu. Trên bản trên còn vỡ đầu ạ. Ồ, thế này không hiểu. Chỗ đó mà trên. Dạ. Ừ. Ừ, chỗ này thủ to này. Và. Cái này đá to lắm nhỉ. Thế này đá to này. Cả nhà cũng bay hết mà trên này. Cả nhà cũng bay luôn ạ. Ừ. Tôn này. Tôn bay. Bắn tôn này, cả nhà cũng nhớ đi hết mà. À, thế ạ. Ừ, sao to đang nhiều vùi hết mà nè. Bán vừa đeo ấy. À, cái này cái gùi này bao tiền một chiếc ạ? 80.000 một chiếc thôi. 80.000 một chiếc à? Ừ. Thế thì bán cho cháu một chiếc để cháu gùi cái mì tôm mình tí cho vào bản, nó chia cho dân bản. Không bán, còn lấy cái này cho đi gùi đi đây. Vâng. Một cái này gùi đi. Vâng, thế cũng được ạ. Thế là ông bà là người Thái đúng không nhỉ? Ờ, ông bà là người Thái. Thái ở trên này là Thái đen hay Thái trắng ạ? Thái đen là con Thái trắng còn. À, cả ở lẫn lộn với nhau. Ồ, đấy, may quá. Gùi đầu, gùi vai yếu, con này ướt rồi á, gùi đầu. Không sao đâu, gùi đầu hay gùi vai đều được mà. Đấy, tốt quá này. Trên xe có một cái nhưng mà bé quá. Cái của người giao họ làm nên bé. Cái này nó mới vừa thú vị. Vâng, thôi cháu cảm ơn. À, để cháu gửi tiền luôn ông bà cái này. Bao nhiêu tiền ạ? 80.000 đúng không ạ? Cháu gửi bà nhá. Cháu cảm ơn. À, thế ông bà nghỉ nhá. Vâng, vâng. Rồi, thế cháu chào ông bà nhá, cháu đi đây ạ. Kia nhà phía ngoài kia còn một hộ nữa ạ. Ừ. Không biết chồng nó đi đâu à? Chồng nó đi là bà rồi. À. Nó không biết nói cơ. Thế ạ. Vâng. Thế thì bây giờ cháu đi sang nhà đấy đi lối nào ạ? Đi lối này. À, lối dưới này. À, đi theo cái bờ ruộng kia cái gì ạ? Vâng. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Vâng. Thế ông bà nghỉ đi để cháu sang cho biếu anh chị lên một kiện. Ấy, nhà bà. Thôi ông bà nghỉ nhá. Vâng. Cảm ơn nhá. Dạ. Đặc biệt thủng hết.
Em chào chị, chào cô. Ôi rồi. Cô ơi, cho con biếu cô cái hộp mì tôm mẹ là gói muối. Vâng, vâng. Dạ vâng, vâng, vâng. Cô đang làm gì đấy ạ? Em hai em ơi. Dạ. Vâng, đây nhà rột đây. À nhà nhà cũng bị thủng mà có ngói rồi. Ê, cháu xin phép biếu cô một cái thùng mì vâng vâng. À vâng vâng. Cô ơi, cô ấy không nói được tiếng cô không nói được tiếng Kinh à? Vâng. Khổ quá. Thế chồng đi đâu rồi? Đâu. Cô đang làm cái này để xúc cá. Để bắt cá, bắt cá. Vừa đá rơi vào đầu à? Ôi cô, ôi rồi, sưng sưng, vỡ cả đầu luôn à? À cô này cô không nói được, cô ấy đang, nó rơi vào đầu đúng không? Thế là bây giờ, đây, nó thủng chỗ này đúng không? Đây, thủng chỗ này nó rơi xuống đây. Chúng ta bạn này mưa đá to thật đấy. Ừ, mưa đá to. Thôi chào cảm ơn nhá, chào cô nhá. Vâng, vâng, vâng. Đấy. Trên này là mưa đá to rồi nó còn rơi vỡ cả đầu không ạ? Này rất nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn này. Nhanh lên, ra xe đi, mưa. Mình to nặng cân nên là phải cẩn thận. Cái này nước ăn á chị? Vâng. Ờ. Xem nào. Cái vòi bé nhỉ? Ừ, vâng. À đây đây đây, nước này ở trong khe này đúng không? Vâng. Ừ. Ở đây nước không có uống. Thế à? Mưa lá to thì bộ mấy tiêu này về kéo về mưa lá vỡ hết. À mưa đá nó vỡ hết đúng không? Ừ, mưa đá vỡ hết. Đá nó có to không hả chị? To đấy, to bằng này bằng này. Úi giời. Có gai nữa đấy. Có cả gai à? Ừ, có cả gai. Thế thì vừa đấy có cái cô kia, cô ấy bị câm kìa, cô ấy rơi, nó rơi vào đầu, còn thủng đầu không à? Đây là mấy cái bàn thờ đây. Cũng bị bàn thờ cũng bị ngói nó rỗ cho rụng hết này. Sao chú? Cái này mưa đá đây à chú? Vâng. Đấy. Mấy cái bàn thờ ngoài trời của bà con này cũng đều bị rỗ cho rụng hết luôn. Đây này. Cái này nhìn nó mới gọi là đấy, cái cụ là bị ướt hết rồi. Ơ nhưng mà mình lấy nước ao đấy về ăn á chị? Không, ở đây có một lỗ mà. À ở đấy có một cái lỗ à? À tưởng em giật mình tưởng lấy nước ao về ăn. Đây chuối nó bị nát hết đây nhờ. Chào cô, chào chị. Đây là nhà mình đấy ạ? Không phải. À. À nhà trên kia. À vâng, thế ở nhà này có ai nhà không ạ? Nhà bằng ngày có hả? À. Thế bác Điếu mà ơn đấy. Chị ơi, trong nhà này có ai nhà không? À. Ôi ôi. Sao mưa đá nó. Nó cho phát lên đi hết thế này. Đây cái này là cái chài bắt cá này. Ui cái này bị nặng đấy giờ. Ui rồi. Ấy hết rồi. À, chào anh. Úi dồi ôi, chẳng may thiên tai cho nó lại bị nhà này nặng quá nhờ. Em xin phép biếu anh kiện mì tôm cho cháu ăn sáng với lại là cái
gói muối. Vâng vâng, chào anh. Em rất là cảm ơn mấy anh em. Vâng vâng. Cán bộ ở trong thì... Em hỏi cán bộ đâu nhưng mà cái này chưa khắc phục của anh. Giờ em định trời nó... trời nắng này mới ấy được chứ, cái này nó ấy nhỉ. Ôi, nhà này bị là nặng quá này. Mưa đá này to thật đấy. Chạy đấy, thì lớp nhà anh em nữa không thì ở trong này cũng sợ đấy. Vâng, cái lớp nhà anh em đúng không? Thế này bị cái này thay cái bơ thay hết hẳn bơ lô luôn hay là định thay tôn anh? Nhà nước có hỗ trợ gì không? Hỗ trợ ấy mà. Nhà nước hỗ trợ tôn à? Tôn. À thế tốt quá. Vâng. Nhưng mà có quy định là nhà nước hỗ trợ rồi gì anh? Vâng. À thế. Này mày, thế bọn trẻ con hôm đấy nó có bận bị làm sao không anh? Vâng, trẻ con nhà em thì cũng ấy rồi, mấy đứa em cũng mang ra. Mang gửi nhà hàng xóm rồi đúng không? Những trường hợp của là tương đối năng. Quanh quanh đây là nhà nào bị hết nhỉ? Nhà bên kia là xong, đi ra đầu bạc hết rồi. Thế à? Tung hết rồi. Vâng. Nhà anh trai dưới này cũng bị hết. Nhà anh trai bị hết à? Ừ. Mỗi cái chỗ bàn thờ là không bị ướt thôi. Thế bàn thờ là phải phủ lại cho các cụ không bị ướt, các cụ lạnh. Đây thì anh trai dưới này mà bị hết nhưng mà căng được mà. À thế, anh trai ở dưới đây à? Vâng. Em xuống tí nhá. À đây có mặt rồi, thế tốt rồi. Thế có chỗ chui ra chui vào là ổn rồi. Cảm ơn anh nha. Rồi rồi, ok. Vâng. Đấy. Ui, bắt đầu thủng nặng quá nhỉ. Xoài xem có quả nào rụng không. Đấy cái nhà này. Thế trên này ôi rồi nó sao nó bị nặng cái này. Thế hôm ấy có anh ngủ đây không chị? Có cả ba cả, nhưng mà có các sếp cả ba cả cháu nên là hỏng hết. À có thể ngủ dưới này có các sếp đây này. Đây này. À. Thế à? Ủa. Sao nó bên này nó tông hống cái này? Sót cái nào ớt nhất. Thế à? Bà thì đau chân á, ốm lâu rồi. Thế à? Kiểu đi viện về cũng đi viện ông bác sĩ người ta bảo không chớ rồi, vì người già. Ờ. Ừ. Thế đau là chân à? Kiếm được tiền thì cứ tiêm cho bà hết bây giờ thì. Thế à? Ừ, xong là bà phủ cũng có tiền. Bà cũng không có. À, thế à? Đây. Nhưng mà nó rơi phát ấy hay là mình đập nó ra đây? Không đập đâu, nó rơi hết rồi mà. À, nó rơi ra, sao nó bên này nó bị nặng thế nhỉ? Ừ. Em còn hót ra xong mà ấy mà. À, đây hết rồi. Khổ thân nhỉ. À đây may là bà có các xếp đây chứ không chắc vỡ đầu á. Vỡ chứ. Nhưng mà có các xếp. Đá hôm nay nó to không chị? Mưa lá kiểu lá thì mưa lá này là mưa lá gai ấy. À mưa đá gai à? Ừ. Lá đá là có gai. Chôm chôm luôn cơ, nó rơi xuống ấy. Ui. À. Sợ nhỉ. Ừ. Bằng cái khúc to ấy. Khúc lớn này. Phải làm các bạn ấy chụp ảnh các cái hình nhìn như trong Covid luôn đấy nhỉ. Vâng. Cả điện thoại cháu cũng hỏng hết mà. À, điện thoại hẳn 3 triệu rưỡi cũng hỏng hết. À. Đây nó kiểu nó sạc pin ở đây. À. Sạc pin ở dưới này, đây này cả đi lô cũng hỏng hết, này nó rơi xuống thì hỏng hết. À thế ạ. Không có cái nào. Giường này. Giường ngủ, chăn chiếu, bia ra TV. Này, hôm qua còn khiêng ra, còn không khiêng không hỏng. Đây, TV quạt. Hỏng hết được ở đâu nữa. Hỏng hết rồi, chẳng có cái nào. Thế ở đây có cái trường hợp nào mà bị nặng như nhà chị không hay là nhà chị là nặng nhất rồi đấy nhỉ? Vâng, nặng nhất. Có ai bị đầu óc à, có ai bị chấn thương về người cái thứ không nhỉ? Cái về thương trên người này. Thì của anh trai trên này ngói rơi vào ấy sau đầu này. Ồ thế à, nhà nào chị chỉ giúp em, nhà nào? Trên đấy, ở trên chỗ Nga Ba ấy. À trên chỗ Nga Ba, nhà anh trai à? Trên này anh trai. À đó thế ạ. Anh trai. Mình là người Thái à chị? Mình thì người Thái nhưng mà dân tộc người Giấy ạ. À Thái. Mình là người Thái dân tộc người Giấy. Thì không hiểu rồi. Trước thì người Giấy thế nhưng mà kiểu xuống ở đây. À thế là mình gốc người Giấy. Mình gốc người Giấy. Mình trở theo người Thái người ta gọi người Thái. À rừng thông thì đẹp chưa? À, nhìn nó
cứ vun vút ra. Ở trên này công nhận là đồi thông với lại là cái đồi vầu, đồi trúc cũng đẹp rồi đấy. Đi xuống nhà dân rồi đây. Đẹp chưa? Cháu ơi, bị biếu chú thùng mì. Hôm nọ có bị nặng không chú? Ủa? Đây đây đây, cháu cho biếu chú thùng mì chú ăn sáng. Dạ. Bạn chồng cháu biểu chú thùng à, mì. Đây trẻ con nó đang ở trong nhà đây à? Vâng ạ. Cháu ở bên nào? Đâu, cháu không, cháu chẳng bên nào đâu ạ. Cháu tư nhân thôi. Vâng. Thế hôm nọ thấy bảo là ngoái còn rơi vào đầu chú à? Vâng. Thế có bị sao không chú? Cũng cũng bình thường đằng sau đấy. À ôi rồi đây còn vẫn còn đang băng đầu đấy. Vâng, à, vâng. Có phải khâu không chú? Không khâu. Ờ. À. Nó không dài. Nó không dài, nó chỉ xước thôi thì. Vâng. À thế thì may. May quá. Bằng ngón tay út này. À. Chụp người cơ mà. À thế à. Không hoa nhà nó không đủ rồi. Vâng. Ôi nhô chết rồi, không có chú ăn chú ở đi nào. Vâng. Vất vả quá, chẳng may chú ạ, thiên tai thôi. Vâng. Châu bị sao không chú? Không, châu thì không bị đâu. À. Châu thì không bị sao nhỉ? Thế nhà nước đã có động thái gì, hỗ trợ gì chưa chú? Chưa kịp hỗ trợ cái gì cả. À thế ạ. Ui, ấy nhờ. Món nào cũng không làm được. Căn bản là nó mưa quá đúng không chú? Nhà nước có hỗ trợ cũng không làm được. Vâng, nó mưa. Đây. Nhà nào cũng có cái mua ít bạt để canh tạm lên thôi. Cho nó không đỡ. Thế hôm đấy là chỉ mỗi chú chẳng may là bị cái mảnh dơ nó rơi vào đầu thôi gì chứ không không còn ai bị nữa đâu gì. Cái mảnh ngói. Mảnh ngói. Thôi nói chung là cố gắng thôi chú ạ. Vâng. Thôi cháu xin phép nhá. Cháu về đây. Vâng. Chào chú. Cảm ơn. Vâng. Mưa quá. Này bao giờ nó ngớt mưa mới làm được chú ạ. Không mà trèo lên là nó mủn, nó ngã nguy hiểm lắm. Đây là chuối trước dập hết rồi chú cho. Ui rồi, này bị cũng tương đối nặng nhờ. Này tiện mình làm luôn nhưng mà đang mưa này, các anh sợ nguy hiểm à? Hả? Thế à? Ôi từ nhá, từ hàng ấy nhá, em đi vào phát ra. Em đây. Anh đừng ấy vội nhá. Đây em anh ơi. Vợ chồng em biếu anh thùng mì ăn sáng. Vâng. Anh là người Mông à? Vâng. Trên này toàn người Mông hết đúng không? Vâng. Thế chị nhà anh đâu rồi? Vợ đang ở ngoài. À vợ đang ngoài à. Mấy anh em làm cẩn thận nhá. Vâng. Hôm nay nó rơi xuống nguy hiểm lắm. Thế hôm đấy đá nó có to không anh? Có mà to bằng to hơn trứng gà mà. To hơn quả trứng gà à? Vâng. Ồ. Thế mà nó rơi vào đầu thì vỡ đầu rồi nhỉ? Chỉ may mắn là có ở chỗ này thì do có nghĩa là nhà nào cũng có cái gác xếp này đúng không, ở phía trên để thóc, còn ở dưới thì có khi là đấy còn nấp rồi. Thôi anh làm việc đi nhá. Dạ. Em chào anh nhá. Dạ. Lấy cái đấy về làm nhà à anh. À, mấy anh em đang đi mua đồ về để sửa đây. Đấy, gà ướt hết rồi kìa. Gà này ở trên lán à chị? Bà mua. À bà mua trên này về ăn à? Mua chợ. À chợ hôm nay nó có mở cửa không bà? Hả? Chợ có mở cửa không? Không mở. À thế. Cho người ta. À mua cho nhà người ta. Ừ. Gà đây bán bao tiền một cân ạ? À? 60 năng đấy. À 60 năng nghìn à? 60 năng đấy. À. Thế nhà bà có bị mưa đá nặng không? Nào mà mưa đá cái nhà này đứt nha. À ừ, vâng. Thôi bà về nhá. Chuồng trâu này còn
không thành cái chuồng trâu đâu rồi. Đấy, chú bò ngồi ngang. Đây, nhưng mà cái nhà này lại không được phép vào này. Khi cái cây xanh ấy, họ để ở cửa ấy, đồng nghĩa việc là sẽ cấm không cho vào nhà nhé, các bạn nhé. Nhà nào ở đây cũng có tổ ong này. Mình có thể là đi ở phía ngoài được, nhưng mà đấy, trái nhà này có nhiều ong. Đây là món quà các cô, các chú tặng cháu nhá. Cháu không đi được. Thanh niên này là năm ngoái là bị lũ rồi đấy. Năm ngoái là bị lũ cuốn rồi. Năm 28 rồi. À 28 à. Lũ cuốn cả mẹ cả con đúng không? Cả cháu, cháu với bà. À cháu với bà. Thế thì mẹ thì bị mất à? Và bà thì chết luôn tại chỗ. Ờ bà là chết. Chúng tôi đi cứu thì cháu này thì chúng tôi chỉ hở mũi đầu. À hở mũi đầu. Thì ở đây thì nó cả cháu này. Bà này xong một con chó nó nằm tại chú mà đắng. May là cháu còn sống. Vâng, may là cháu. Mẹ cháu thì mất. Ba cháu mất. Bà mất rồi thì cái mẹ mất không? Mẹ đây này. Bà mất. Bà mất. Ờ, nên là mẹ đây. Năm ngoái là bị ở đây à? Không phải đâu. Ở trên lán ạ. Trên cái cổng cả. Nhóm ba đấy. Cháu cũng mất cả ba cả cháu. Ôi giời. Cái trường hợp ở đâu anh? Cái này là bếp đúng không? Và đây là nhà bếp. Chỗ này là bờ lô thì là coi như là ngoài trời luôn này. Còn bên này lợp cái tôn thì cũng gọi là thủng lỗ chỗ. Và đây là cụ lợn này. Cụ lợn này. Không thể nào nó dẻo hơn được nữa. Đấy có anh trưởng thôn anh đọc cái này là yên tâm không sợ nhầm. Phan Ác Khoan à? Châu. Đấy. Đọc tiếp đi anh ơi. Thấy nhanh thì nhanh rồi, bà con đứng lại. Bà con về, con ai được rồi thì ra ngoài đi. Ai được rồi ra thì đường đi khác là vào. Ra pháo ly. Lạnh không? Có lạnh không? Anh em này. Có. Trên này vất vả quá anh ạ. Thôi chẳng may nó thiên tai nó lụt phải chịu em ạ. Có lòng nhiều. Thằng A gì? Cháu thằng A Hải. Cháu thằng A Hải. Mà thật sự tốt lắm mà. Tốt tốt. A tủa này là nhà giàu này, răng vàng chóe này, răng vàng đấy, răng vàng con đến nhà đúng không? Đây nào, tỷ tu ra, mình cứ đi ở mua để bà đây, mua để bà đây, đây bà, nhiều bà nhá. Cái này nhiều quá không được. Cái này nhiều quá thôi, về cho đứa bé nó mặc. Con đây này, con cho lấy tiếp nhé. Không có cái bé đâu. Con bé này nó là nước bé nhất nhà. Hôm nào lại đẻ thêm đứa nữa. Hôm nào lại đẻ thêm đứa nữa lo gì. Không đẻ rồi. Không đẻ rồi á. Hôm nào đẻ thì biến lấy. À, cái nào hôm nào đẻ thì lấy sau không còn nữa. Tính rất cẩn thận. Rồi. Đây trưởng bản. Bắt tay bắt chân cái kiểu có ôm hôn không? Thế nào anh ơi?
Con không? Con được hết chưa? Ma nhà B. Tuấn ơi. Ma nhà B. Ma nhà B chỗ nào nào? Đâu, ma nhà B đâu? Đây, tặng trưởng bản. Đây, đây. Đây, trưởng bản mặc áo này cho nó ấm nhá. Rồi. Thanh niên đi. Bắt tay. Đâu, đứa nào, cho đứa nào. Đấy, cho trẻ con. Thôi, chọn là tranh nhau ạ. Đây là toàn quần áo áo đẹp. Đây con gái đây cho bé này. Đấy. Mặc luôn cho ấm. Mặc luôn cho ấm. Đấy. Này lạnh quá này, con vô cùng luôn. Ơi. Sướng nhá, biết nhá. Về cố gắng là đừng để bẩn nhá. Nhớ phải giặt sạch sẽ nhá chưa. Ôi cái chú công an này quần áo này bẩn hết này. Chú công an. Ha. À. Chú công an. Police. Policeman. Ủa bọn này trẻ con nó ho hết rồi kìa. Nó lạnh quá. Chia luôn quần áo cho nó. Không, quần áo mang cho họ mang vào kia. Mang vào trong nhà trưởng bản nhé. Xong rồi để trong đấy. Trời mưa quá nên là bà con sẽ di chuyển vào phía trong kia. Để quần áo phải vào trong đấy không sợ nó ướt hết. Thôi chào tất cả bà con nhá. Vâng. Ông nhá. Giờ mình sẽ đi đến cái một cái hộ cũng ngay ven đường nhưng mà cái trường hợp khá là đặc biệt đấy. Yeah. Được chưa thầy giáo? Chào nhé. Chú có trong nhà bung hết rồi chị ạ. Đây. Còn gì đâu? Dạ. Thế à? Anh vào đi. Anh vào được cái gì? Vâng, vào đi. Chào cả nhà nhá. Chào. Ôi nhà bị ấy hết rồi đây nhỉ. Đây mọi người đây em ơi, chú chủ nhà đây. Đây cháu chào chú ạ. Cháu có phần quà gửi chú thùng mì với lại là chiếc quà. Vâng. Đây trường hợp này là có người bị mất đây đúng không? À dạ. Qua vừa đưa chị. Vâng. Vâng, cảm ơn ạ, chú ăn cơm đi nha. Thôi cháu xin phép đây. Vâng, cảm ơn các chú nha, chú ăn đi. Trường hợp này là hôm qua là người mất à? Đúng rồi, con vừa đưa anh ạ. Đi làm sao? Lũ Quấn à? Lũ Quấn. Đây là học sinh đây. À, học sinh của thầy giáo rồi đúng không? Thôi, các thầy ăn cơm rồi. Thôi, các thầy ăn cơm rồi, thôi, thầy cảm ơn nhá. Thôi, cảm ơn các em nhá. Ừ. Ở lán trong cả ba bà cháu. Mà may là một đứa học sinh này nó chạy được. À, đứa học sinh nó cũng ở lán luôn nhưng mà nó chạy được à? Đúng rồi. À, con bé là thoát chết đúng không? Vâng. Còn bà với một đứa cháu nữa là chết à? Vâng. À, nguy hiểm nhỉ? À, đây là chú trong nhà hộ à? Trong nhà hộ. À, đây là nhà nhà cô giáo. Nhiều lắm thì phải trông tốt. Nó bảo, à, phải trông tốt đúng rồi, trông hộ giúp cô giáo. Đây, nó bảo nó lên trên kia, nó bảo là phải anh đi trông cũng được. À, phải anh đi trông rồi. À, đây ngó qua nhà cô giáo một tí này, cô giáo trên bản này. Rất chi là... ngói là bay hết luôn này. Đó. Đây, cô giáo vùng cao ở nhà đây. Này, nó bay hết cả tôn, cả tiếc đi. Đâm ra là cô giáo đang đi lên để đi mua cái tôn. À, tập thể giáo viên. Ủa, thế các cô giáo bây giờ nhà như này, các cô giáo ở đâu? Em thì em đi ở nhà trường học, nhờ trường học ở trên kia. À, ở nhà trường học à? Vâng. Cho anh xin phép vào trong một tí nhé. Vâng. Đây, tập thể giáo viên các... Úi dồi, đây thành sông, thành suối như này thì làm sao mà các cô giáo... Các em ơi cẩn thận cái này, không nó rơi, nó bục mà nó rơi vào đầu chết đấy. À. Em đây ở nhờ trường học chị ạ. À, ở đây có đông cô giáo ở không? Đây có 3 cô. Có 3 cô à? Vâng. Thế anh, bây giờ thì đang chờ nhà nước hỗ trợ à? Không ạ. À. À, thuê của dân ở cái 3 cô ở à? Cái này dân nó phải tự khắc phục cơ chứ nhỉ? Thì họ bây giờ nhà của họ cũng rột nát nhiều ấy, họ chắc là không có điều kiện đấy đâu. Nên để làm một lúc bây giờ ấy. À. Bây giờ năm nay chuối thì cũng không ấy được. Chuối không bán được, Trung Quốc nó không nhập nữa đúng không? Vâng. Ừ.
Em xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều đã đến động viên chia sẻ lúc chúng em gặp khó khăn đấy ạ. Ok em nhé. Chị ơi, cũng chả có gì cả thì thay mặt cho đoàn có chút quà này gửi chị và mong anh chị sẽ sớm lập lại nhà nhé. Vâng, em cảm ơn nhiều ạ. Vâng, chúc mọi người sức khỏe. Ôm hôn cái đi. Mấy con trâu. Ui, cái này nhà này bị nặng quá nhỉ. Bay hết máy luôn, à? Bay hết rồi. Xài gồ thằng ghét này. Chăn này, chăn màn này. Thì dính nước ướt hết mà. À đây là nhà đất đấy chứ, nhà trình tường ấy chứ nhỉ. Chào anh chị nhá. À chào anh. Vâng. Ui nhà mình bị nặng thế nhỉ? Nặng hết rồi anh. Nặng hết à? Vâng. Ồ, cho anh xin phép vào trong nhà tí nhá. Không, đây không phải là nhà đâu. À thế à? Bây giờ nó đây. Bây giờ không phải là nhà nữa rồi đúng không? Thế bao giờ thì làm? Đó. À. Chuẩn mưa quá để nó không mưa rồi. Không mưa lúc nào làm lúc đấy. À, không mưa lúc nào làm lúc đấy à? Vâng. Ừ. Thế cái này là nhà nước hỗ trợ hay là mình tự bỏ tiền ra làm thôi? Ờ, nhà nước hỗ trợ là mấy cũng 12 cái tông rồi. 12 cái tông rồi. 12 cái tấm tôn á? Ừ, tấm tôn rồi. Thế còn còn thiếu không? Còn, chắc là thiếu nhiều nhưng mà mình ở nhà tự bỏ, tự làm thôi. Tự làm à? Còn làm mình, nhà mình nát hết rồi mình cũng có nhà ở thì mình lại chưa cũng gắng làm thôi. À, nhưng mà nếu mà mình lập tôn chắc một ngày là xong rồi nhỉ? Ờ, chắc không xong là vẫn là phải phá hết à? À, lại phải làm lại nhà mới à? Làm lại khung sắt anh nhỉ? Ừ, đúng rồi. Bây giờ nó này, cái này bây giờ làm đấy không được lâu rồi. Ừ, à cái này cũng làm lâu rồi nhỉ? Cái này làm lâu rồi. Ừ. Cái hỏng hết rồi, chúng nào cũng hỏng hết rồi. Anh làm tường cày đấy. Sau này có làm tường đất như này nữa không? Hay là xây thôi? Chát thôi nhỉ? Phá đi thôi. Ừ. Phá đi thì hơi cũng chẳng gần 20 rồi. Úi giời, gần 20 năm rồi á. Ờ, thế là từ đời bố mẹ à? Bố mẹ làm bây giờ mà cháu đến hơn 20 tuổi rồi. À thế à. Gần 30 năm rồi. Hơn 20 năm. Thế nhà này là kiểu này là nó là bị tốc mái đúng không? Cái lốc đúng không? Hôm đấy chạy, anh chạy đi đâu mà thoát được? Ê, anh... trốn ở chỗ này thôi. À, trốn ở chỗ nào? Chỗ này thôi. Chỗ này hả? Cần dừa nó bây giờ, cần dừa nó còn quan đây bây giờ. À, trốn ở trong đấy. À, trốn trong này à? Chủ nhà đây không? Thế sao không lợp vào thì như đâu mưa lấy đâu chỗ ngủ? Không biết đâu, ngủ hụ nhà bên này chứ. À. Bây giờ không có tiền. Không có tiền à? Bà có mua không có thì mua đâu. À. Thế cái ngói này bao nhiêu tiền một tấm này nhỉ? Chào anh nhá. Nhà mình đây à? Ôi dồi ôi. Thế hôm nọ nó rơi xuống rồi có bị làm sao không? Không. Người không bị làm sao đâu gì? À thế à. Ơ con này con gì đấy, chim ở hay con gà? Gà. Cái tưởng chim. Hai bố con đang đi ấy. Ôi cái nhà này hoàn cảnh này đặc biệt đấy nhỉ, thủng hết này. Ôi đây. À, nhà này bị tương đối là nặng đấy nhỉ. Nặng đấy. Ừ. Thế ở đây chắc là nhà nước họ có hỗ trợ không? Không, mình đẩy bé không xem nhà nước có hỗ trợ. Nhà nước không hỗ trợ thì chắc là vay tiền làm. Vay tiền làm à? Ừ. Thế em dự tính xem là làm cái nóc nhà này hết khoảng bao tiền? Còn 4 triệu thôi. Khoảng 4 triệu à? 4 triệu, 5 triệu. Vài nhưng mà lại lợp bờ lô tiếp à? Hay là lợp bằng tôn? Lợp ngói này thôi. Tầng ngói này nó rẻ đúng không? Rồi, tông thì đắt. Tông thì nhà này chắc là tầng 10 triệu. Ờ. Thế vợ chồng này đâu hết rồi? Vậy bên kia. Yeah. Vậy đã bên kia chồng nó đưa con đi. Ờ. Ừ. Nếu mà họ mà lợp bằng tôn ấy, thì nó hỏng ít đúng không? Còn không tôn này thì dính nhiều nhỉ? Tông thì nó
không hỏng đi ngoái này nó. Thế bây giờ lại lầm ngoái này nữa, chẳng may mà nó lại mưa lần nữa thì hỏng hết à? Mưa thì hỏng hết rồi. Chưa để ăn lần ngoái này, ăn lần xong thì bây giờ mua vụ này nó hỏng hết rồi. À thế à? Thế là ở đây hay mưa đá lắm à? Đây, năm nào ấy mưa đây, mấy năm sau, mấy năm trước thì nó mưa ít rồi. À mấy năm trước nó mưa ít đi rồi. Ừ. Vụ này nó to bằng chữ gà đấy. À to bằng chữ gà luôn à? Ừ. Nguy hiểm nha. Ừ. Mấy nhà này cũng bị hết đây đúng không? Dạ, nhưng mà cũng bị nhau mà. Nhà nào giống nhau hết bị hết à? Nhưng mà cái nhà này thì có cái ấy nhỉ? Có cái bạt đâm ra là đỡ đúng không? Đấy. À, mọi người xem, đây là mấy cái cây này là gọi là cây gạo. Thế mà mưa đá mà nó chóc hết luôn này. Đây, để Hải zoom sát vào cho các bạn xem nhé. Đó, nhìn thấy chưa? Cái cành nó mưa đá nó nặng mới độ thế này cơ mà. Này thì là mái nhà nào nó chịu được. Cây này còn rụng hết lá này, gãy hết cả cành luôn này. Được không? Chỗ này rất là nặng luôn, may là không có nhà nào này. Chỗ này đúng cái vỉa đá của nó hay sao ấy. Đây, ngọn cây thì gãy này. Gãy từ trên xuống này. Thấy không? Đấy. Còn ở phía dưới này. Ui dồi ôi. Cây còn chấn thương như này thì đủ biết luôn. Cuốn đi gặp hết này. Cây thì chấn thương hết rồi. Gãy hết cành này. Ui dồi. Thương bà con quá. Này hoa màu nào cho nó lại được. Đây. Mưa to kèm, chắc là kèm mưa đá này, cây kia chóc hết này. Xong rồi nó kèm theo cả lốc nữa ấy. Có ánh bật cả các ngọn cây lên này. Cây đổ ngổn ngang. Đây là một cái bản mà đang cũng hứng chịu thiệt hại rất là nặng nề. Có một vài hộ đã khắc phục được rồi. Cái ngói xanh xanh này nhá. Là các hộ ấy là đã khắc phục được này. Còn mấy cái nhà mà đây, những cái nhà như này là chưa khắc phục này. Trong bản tương đối nhiều phía bên kia nữa kìa. Đây cũng là một nhà nữa nhưng mà mình không tìm thấy người ở đây. Có lẽ là chắc là người ta đi đến nhà họ hàng hay gì đó rồi. Vì là thấy đồ đạc thì vẫn ở trong. Đây, nhà này. Thấy không? Đây, để mình đi vào xem có ai ở nhà không. Ủa, có hai cái quan tài. Sợ đấy. Có hai quan tài các bạn ạ. Nhưng mà chỗ này chắc mình có thể đi vào. Chỗ này view đẹp quá. Quay lại một chút cho các bạn ở dưới ngắm cảnh ở đây. Wow. Ở đây à. Wow. Ở đây cây cũng đổ nhiều này. Nhưng mà dưới kia là cảnh mây rất là đẹp luôn. Mây đang cuồn cuộn này. Nhà này không có ai không? Đây. Đây là một trong những cái nhà mà kiểu bị ấy ấy. Đây có hai quan tài. Hay có khi nào. Thôi không nghĩ linh tinh nữa. Thì mình có ai ở nhà không? À, đây là họ khóa cửa rồi. Đây, có khóa này. Chắc là đi rồi. Không có ai ở đây nữa. Chắc sợ quá. Thì ngó vào trong nó có gì không? À, không có gì rồi. Thôi. Đây là cái lò ong. Lò ong chắc là nó cũng bỏ đi rồi đấy chứ. Đấy, đây là cái đỗ ong này. Thấy không? Thấy cái đỗ ong chưa? Đây là cái đỗ ong làm bằng cái gỗ ở trên vùng cao rồi đấy. Đó, ở phía dưới kia đó chính là cái bản mà bị lốc nặng nhất đây này. Là bị nặng đây, nhưng mà được các cấp chính quyền quan tâm nên là. Cái này là người ta tự mua hay là nhà nước? À, tự khắc phục cái gì? À, thế là không phải nhà nước rồi. Come on.
Tới con mời ông bà ra đây ạ. À, ở đây ai thầy giáo đọc giúp em nhé. Thầy giáo đọc giúp em. Thầy giáo ơi. Cô giáo đâu? Bác ăn chung đâu ạ? Đây, ăn chung. À, em chung đây ạ. À? Ok, gửi em nhé. Giang Thị Khánh Hòa. Giang Thị Khánh Hòa. Ôi xin bác á, xin anh thôi. Hàng bác. Máy ạ. Hàng hiện máy bà. Bà bay sang châu rồi ạ. À, vâng. Lý Thị Tùng ạ. Lý Thị Tùng, vâng. À, mẹ của Lý Thị Tùng, vâng. Giang A Sơn, rồi, ok. Sung Thị Giang. Vàng Thị Tớ. Này, chào em Vàng. Giang A Su, anh à? Anh Su. Giang A Su, ở đây gửi anh. Vâng. Anh xin nha. Dạ. Còn một suất cuối cùng này nữa. Giang Thị Giờ. Giang Giờ là anh lúc nãy là anh ở đây lấy rồi. Còn một suất nữa. Là có em ở trên này thì đi làm nương ở dưới kia. Thế thì cô giáo cầm nhá, cô giáo cầm giúp nhá. Bắt tay bắt chân cô giáo cái. Cảm ơn anh nhiều nhá. Cảm ơn cô giáo nhá. Các bạn ơi. Ở đây rừng thông có đẹp không? Cẩn thận nhé. Có lẽ sau đây Hải xin phép kết thúc cái video tại đây các bạn ạ. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp nhé. Trên vùng cao này thì các bạn biết rồi đấy, rất là đặc biệt khó khăn. Mình có mấy chục kiện mì với lại là muối miết thì đã phát hết cho bà con rồi. Thì nếu mà có nếu mà các bạn nào mà có muốn chung tay mà muốn giúp đỡ bà con trên này ấy, thì cứ mạnh dạn gọi điện cho Hải nhé. Có thể là đi cùng Hải hoặc là Hải sẽ chỉ chỗ cho để các bạn đi nhé, để giúp đỡ bà con nhé. Chỗ này rừng thơm và đẹp không? Đẹp, nhiều quá. Chỗ này mà gần nhà mình kiểu gì cũng ra đây để quay phim ẩm thực đây đấy. Ok rồi, chào các bạn nhé, hẹn các bạn vào những video kế tiếp nhá. Bye bye.